Chiều tối qua, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 7 thuyền viên tàu Gia Bảo 19 gặp nạn trên biển. Sáng qua, thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được thông tin về việc tàu Gia Bảo 19 đang di chuyển theo hướng Bắc Nam đến đoạn cách mũi Chân Mây Đông khoảng 27 hải lý. Tàu gặp sự cố gãy ống thông hơi, nước tràn vào hầm hàng khiến cho tàu bị chìm. Ngay khi gặp sự cố, 9 thuyền viên đã xuống bè cao su tự nổi. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn đã đánh trôi 2 thuyền viên. Đến 15 giờ hôm qua, tàu Haiyan Park đã tiếp cận và cứu hộ kịp thời được 7 thuyền viên di chuyển vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc. Hiện nay, thì sức khỏe của các thuyền viên ổn định. 2 thuyền viên bị chấn thương mềm đang được quân y đồn biên phòng chăm sóc. 2 thuyền viên còn lại bị trôi dạt trên biển đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt, hiện đang đưa vào cảng cá Đà Nẵng. Vâng, và một thông tin chúng tôi vừa cập nhật là liên quan đến 2 thuyền viên trên tàu Gia Bảo 19 bị nạn trên biển vào chiều qua. Thì trạm biên phòng Mân Quang của đồn biên phòng Sơn Trà và quân y bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 thuyền viên này. Trước đó, 2 thuyền viên đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vớt được và bàn giao cho bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Hiện 2 thuyền viên đang được quân y bộ đội biên phòng thành phố chăm sóc y tế tại đồn biên phòng Sơn Trà.